Lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh năm 1868, năm 2024, năm nay ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Ngoài những trại cơm chay, điểm phát nước miễn phí, thì khu làm bánh bao chay miễn phí luôn thu hút đông đảo du khách, người dân đến thưởng thức. Anh Đặng Minh Hồng, trưởng điểm phát bánh bao cho biết, điểm phát bánh sử dụng khoảng 2 tấn bột trong dịp lễ năm nay. Trung bình 1 kg bột làm được khoảng 30 cái bánh bao, để đủ số lượng bánh bao gửi đến bà con. Trong không gian rộng chưa đầy 50 m², anh Hồng cùng với hàng chục cô chú khác phân chia công việc cụ thể. Người cắt rau củ, xào nhân bánh, người nhào bột, cắt bột, làm bánh, người thì chuyên canh lò hấp bánh bao liên tục. Người góp công, người góp của làm cho không khí lễ hội thêm rộn ràng, ý nghĩa. Ngoài bánh bao, điểm phát bánh xèo miễn phí cũng thu hút đông đảo bà con đến thưởng thức.